Chị xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi chuyên mục đọc báo và điểm tin trên kênh Tâm Thức Việt TTV thứ ba ngày 18 tháng Giêng năm 2022. Mở đầu là bản tin của đài BBC. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Lân Hiếu, số ca nhiễm COVID hiện nay không chính xác. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu nói cách đếm số ca nhiễm để phân loại cấp độ nguy cơ dịch bệnh là không hợp lý. Bình luận được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu nêu vào ngày 15 tháng Giêng, Ông Hiếu, giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội dẫn chiếu tới thực trạng số ca nhiễm phải nhập viện điều trị lớn hơn nhiều so với số ca được phát hiện thông qua xét nghiệm. Ông nói về tới trường hợp của tỉnh Bình Dương, ngày 15 tháng Giêng thông báo có 106 ca được phát hiện thông qua xét nghiệm khẳng định PCR, trong khi đó tổng số ca điều trị trong ngày là 391, gấp 4 lần. Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu cũng cho rằng việc dựa vào số ca nhiễm hàng ngày không có ý nghĩa dự đoán tiên lượng mức độ dịch. Theo ông, việc dựa vào hướng dẫn của Bộ Y tế về số ca nhiễm, theo đó xếp cấp độ màu của dịch với một số địa bàn như Hà Nội đang tạo ra nhiều bất cập bởi tính theo ngưỡng 150 ca trở lên trên 100.000 dân mỗi ngày thì được coi là vùng cam. Trong một tháng qua, do số ca nhiễm ở Hà Nội tăng cao, hàng loạt quận huyện đã ít nhất 2 đến 3 lần thay đổi cấp độ dịch bệnh từ vùng xanh lên vùng vàng, vùng cam hoặc ngược lại theo đó, hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu ở các quận huyện này cũng nhiều lần phải đóng mở tương ứng với diễn biến dịch bệnh. Ông Hiếu dẫn chiếu tới một ví dụ vào ngày 15 tháng Giêng các quận Tây Hồ 149 ca, quận Hai Bà Trưng 148 ca, quận Hoàng Kiếm và Đống Đa 147 ca thì được mở cửa hàng quán phục vụ khách tại chỗ, trong khi quận Long Biên 150 ca và Hoàng Mai 158 ca thì lại chỉ được phép bán cho khách mang về. Việc liên tục đóng mở dựa theo số ca nhiễm hàng ngày gây khó khăn rất lớn cho người dân doanh nghiệp bởi khó ai có thể thích ứng kịp thời. Hơn nữa, việc phân loại cấp độ dịch hiện nay còn đến tận cấp phường, nghĩa là có phường đóng cửa hàng quán, có phường lại được mở, khiến hiệu quả phòng chống dịch không cao, Phó Giáo sư Lân Hiếu nói thêm. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu cho rằng nỗi lo lắng nhất không phải là người bị nhiễm mà là những ca chuyển nặng, không có giường hồi sức, cấp cứu, ICU. Và do đó, theo ông, chỉ nên lấy tiêu chí giường ICU, gồm giường, nhân lực, phương tiện đi kèm, còn trống của địa phương để đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch. Việt Nam đang lên kế hoạch đón khách du lịch quốc tế theo lộ trình mở dần tin cho hay số giường cấp cứu ICU thực sự còn trống ở thành phố Hà Nội còn khoảng 20%, và nếu giường ICU trống của Hà Nội tiếp tục giảm thì cần phải có thêm các giải pháp như nâng cấp độ dịch hoặc mở thêm giường ICU cho các bệnh viện có kinh nghiệm về hồi sức. Số bệnh nhân nặng đang điều trị trên toàn quốc tính tới ngày 16 tháng Giêng năm 2022 là 5.750 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 4.057 ca, thở oxy dòng cao HFNC 829k, ca, thở máy không xâm lấn 134k, thở máy xâm lấn 710k và ECMO 20k. Được biết ngày 8 tháng Giêng, toàn thành phố Hải Phòng được phân loại lên cấp 4 màu đỏ và dừng hàng loạt các dịch vụ, nhưng hạ xuống màu cam và nới lỏng một số dịch vụ chỉ một tuần sau đó tin cho hay ngày 9 tháng Giêng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương rà soát, sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ nguy cơ COVID-19, đảm bảo phù hợp với tình hình mới. Tính từ đợt dịch lần thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 2 triệu ca nhiễm. Tổng số ca tử vong tính đến nay là 35.480 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 195 ca. Bộ Y tế Việt Nam nói hiện ghi nhận hơn 50 ca mắc biến thể Omicron và đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nhưng giới quan sát đặt câu hỏi về mức độ chính xác của thông tin này. Và bây giờ là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Biên giới Việt Trung, hết chặn cửa khẩu đến ném đá. Trung Quốc đang làm gì với Việt Nam? Bài của phóng viên Khánh An một đoạn video mới đây ghi lại cảnh các binh sĩ trung quốc ném đá và chửi bới lăng mạ những công nhân xây dựng không vũ trang của việt nam ở tỉnh hà giang khu vực giáp giới với trung quốc sự kiện diễn ra giữa bối cảnh xuất khẩu nông sản của việt nam đang bị điêu đứng khi hàng ngàn xe tải chở nông sản bị tắc nghẽn nhiều tuần lễ ở biên giới vì chính sách phòng dịch mới của trung quốc đoạn video do tài khoản tên Li An Kwan đăng trên trang Twitter vào ngày 3 tháng Giêng cho thấy hàng chục lính Trung Quốc đang ném đá về phía những chiếc xe xúc đất được cho biết là của nhóm công nhân Việt Nam đang làm công trình dọc bờ sông phía Việt Nam để chống sói lở. Nhận định về sự việc này, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện IC, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nói với đài VOA rằng có thể khẳng định hành động của binh sĩ Trung Quốc là do nhận lệnh từ Bắc Kinh. Ông chỉ biết thêm, Trung Quốc họ không đồng ý cho công nhân Việt Nam đắp ở chỗ bờ bên này của suối nước. Lý do của họ là nó sẽ cản dòng nước và làm cho dòng nước chảy về phía bờ của Trung Quốc, làm sói bờ phía Trung Quốc và làm đổ hàng rào mà Trung Quốc xây ở đó. Họ nói rất rõ và còn trưng cả khẩu hiệu phản đối bằng tiếng Việt lẫn tiếng Trung Quốc. Phía Việt Nam sau đó đã giải thích rằng việc đắp bờ không ảnh hưởng đến Trung Quốc và tiếp tục làm công trình nên dẫn đến vụ ném đá trên, vẫn theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp phía bên kia, Trung Quốc họ nói không được thì họ đưa người dân ra biểu tình đã đạo, nhưng cũng không được nữa thì họ ném đá. Họ không ném vào công nhân Việt Nam, nhưng họ ném vào mấy chiếc xe xúc. Không một người Việt Nam nào bị thương cả, Tiến sĩ Hà Hoàng hợp cho biết. Hành động ném đá của người Trung Quốc đối với Việt Nam theo ông giống hệt như những gì đã diễn ra trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ lúc đầu người trung quốc chỉ ném đá vào các lều của người ấn độ ở biên giới mà thôi là những lều không có người những lều mà lính ấn độ trữ lương thực thực phẩm gạo thức ăn và mấy con heo nhưng sau đó xung đột tăng lên rất nhanh trung quốc bắt đầu ném đá vào những lều mà có lính ấn độ ở rồi ném đá vào nhau đánh nhau đẩy nhau xuống vực chết người Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, đồng thời cho rằng đây là một dấu hiệu không tốt, mặc dù khả năng xảy ra xung đột vũ trang như trong trường hợp của Ấn Độ là không cao, nhưng không phải là không có. Theo nhận định của nhà nghiên cứu của Viện IC, Việt Nam và Trung Quốc cho tới nay không thể coi là có hòa bình, vì dù không có tiếng súng đạn nhưng hai quốc gia láng giềng lâu nay vẫn ở trong tình trạng chiến tranh trên rất nhiều mặt trận. Không đánh nhau bằng súng đạn, mà đánh nhau thứ nhất là bằng thông tin, chiến tranh thông tin, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, ông dẫn chứng sự việc gần nhất xảy ra trong tuần này là một viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Đông của chính quyền Trung Quốc đã đăng một bài viết trên nhật báo lớn nhất của nước này là tờ Trung Quốc ngày nay. Nói rằng dân binh biển Việt Nam đã đóng các tàu sắt 400 tấn thay vì tàu gỗ truyền thống, trong đó có trang bị vũ khí như vòi rồng, súng, máy bắn cung và thậm chí là hành động như cướp biển đánh cướp và đe dọa tàu cá của các nước khác. Họ vu khống Việt Nam, và đấy là chuyện đơn giản nhất của chiến tranh thông tin, tiến sĩ Hòa Hằng Hợp nói. Một cuộc chiến khác rất mạnh cũng đang xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc là cuộc chiến không gian mạng. Hàng chục ngàn cuộc tấn công từ bên ngoài mà chủ yếu là từ Trung Quốc vào các mạng lưới máy tính của Việt Nam mỗi tuần là một dẫn chứng, vẫn theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp một điểm khá đặc trưng là trung quốc thường áp dụng chiến thuật vùng xám trong các cuộc chiến trên mọi lĩnh vực đối với việt nam từ việc đưa các tàu gọi là tàu nghiên cứu đi ngang dọc các vùng biển mà việt nam tuyên bố chủ quyền cho đến sự kiện gần đây là dùng chính sách zero covid mà tiến sĩ hà hoàng hợp nói là một lý do dối trá để biện minh cho các hành động gây sức ép của bắc kinh nhằm chặn đứng khu vực biên giới gây điều đứng cho nông sản việt nam Tự trùng lại, những hành động trên thực tế cho thấy Trung Quốc có một kế hoạch tấn công tổng hợp và chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, nhắm vào các quốc gia láng giềng có tranh chấp chủ quyền với họ và đặc biệt là đối với Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực biên mậu, ngoài các lý do theo kiểu kiếm cớ của Trung Quốc, tiến sĩ Hào Hoàng hợp cho rằng phía Việt Nam cũng cần phải nhìn nhận và điều chỉnh cung cách làm ăn kinh doanh của mình cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế để có thể đối phó với một Trung Quốc rất chịu khó học hỏi các quy định quốc tế kể từ sau khi nước này tham gia vào tổ chức thương mại quốc tế WTO. Ông nói từ phía Việt Nam cũng phải nhìn thấy rằng mình cần phải học và thực hiện các quy chế thương mại từ chất lượng hàng hóa cho đến vệ sinh tiêu chuẩn. Ký như thế nào thì phải làm đúng như thế ấy, chứ không phải sang đó rồi cười với nhau rồi bảo giảm giá rồi ông mua đi cho tôi. Không phải như thế. Tuy nhiên, tiến sĩ Hào Hoàng Hợp lưu ý, ngay cả khi các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh theo các tiêu chuẩn thương mại quốc tế, thì vẫn không loại trừ khả năng phía Trung Quốc tiếp tục dùng các chiêu trò để gây sức ép và làm thiệt hại cho Việt Nam. Vẫn là bản tin của đài tiếng nói Hoa Kỳ. Lạng Sơn khởi tố hai cán bộ nhận hối lộ nhiều tỷ đồng để làm luật cho xe tải. Công an tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam mới đây loan báo họ khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ chính quyền cấp huyện về tội nhận hối lộ. Báo chí Việt Nam tường thuật hôm 14 tháng Giêng, cũng liên quan đến vụ này có một người nữa bị khởi tố và bị bắt tạm giam về tội đưa hối lộ. Với vụ bắt giữ kể trên, công an Lạng Sơn nói họ triệt phá đường dây đưa và nhận hối lộ gắn với việc sắp xếp xe tải chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Hai cán bộ bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ là Lâm Văn Hưởng 38 tuổi và Nông Tuấn Anh 29 tuổi, đều là người của đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc, Lạng Sơn người bị bắt vì đưa hối lộ là Đinh Văn Tình, 43 tuổi, sống ở tỉnh Lạng Sơn và làm công việc tự do. Dẫn lại thông tin từ công an, các báo trong nước cho hay đây là kết quả của cuộc điều tra sau khi công an nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân nói rằng một số cán bộ Việt Nam ở cửa khẩu nhận hối lộ từ 100 triệu đến 300 triệu đồng mỗi xe tải khi dàn xếp danh suất ưu tiên cho xe chở hàng sang Trung Quốc. Như VOA đã đưa tin, trong hơn một tháng trở lại đây, các cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc bị tắc nghẽn khi hàng chục nghìn xe tải ở phía Việt Nam đổ dồn về, nhưng chỉ có thể làm thủ tục hải quan với số lượng nhỏ giọt, một vài trăm xe hàng ngày. Riêng tại Lạng Sơn, báo nông nghiệp Việt Nam tường thuật có lúc 5.000 xe tải phải chờ đợi và chỉ có 100 xe được thông quan một ngày. Để được thông quan nhanh, các chủ hàng hoặc chủ xe phải đưa hối lộ cho các cán bộ thông qua các tay môi giới, thường được gọi là làm luật nếu không làm như vậy thì thời gian chờ đợi có thể kéo dài từ 10 đến 20 ngày dẫn đến hàng hóa bị thối hỏng vì phần lớn các xe tải đó chở hàng nông sản, hoa quả Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Một số người đưa ra ước tính rằng với 100 xe thông qua một ngày và trung bình mỗi xe phải làm luật với số tiền 150 triệu đồng. Như vậy tổng số tiền mà các cán bộ và những tay môi giới thu về chia chác với nhau có thể lên đến 15 tỷ đồng. Một bài tường thuật của VOV cho rằng tình trạng tiêu cực kể trên đã gây hoang mang bức xúc cho nhiều chủ hàng đang có nông sản xếp hàng ở Lạng Sơn khi hoạt động thông quan hàng hóa không có sự bình đẳng minh bạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín xuất nhập khẩu của địa phương này trong bối cảnh đầy khó khăn hiện nay. So sánh tình hình hiện nay với trước đây, một phóng sự của báo Giao thông cho biết chuyện làm luật vốn tồn tại ở các cửa khẩu bên phía Việt Nam từ lâu nhưng mức làm luật trước thời đại dịch COVID-19 chỉ khoảng 500.000 đến 1 triệu đồng cho một xe, thì nay đã tăng lên hàng trăm lần. Các cán bộ và những tay môi giới lợi dụng tình hình khó khăn để bắt chẹt và đẩy mức làm luật lên rất cao, song các tài xế, chủ xe không còn cách nào khác là buộc phải chấp nhận, báo Giao thông viết. Bản tin của báo Tiền Phong hôm 14 tháng Giêng cho biết vụ bê bối về làm luật tại cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn chưa dừng lại với việc khởi tố bắt tạm giam hai cán bộ và một người đưa hối lộ vì công an tỉnh nói họ đang tiếp tục điều tra làm rõ. Tờ báo cũng trích dẫn bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nói rằng quan điểm của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn là phải làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm không trừ một ai và không có vùng cấm. Và bây giờ là bản tin của phóng viên Định Tường thuộc tờ báo Đất Việt, giới chức bộ đội biên phòng Cộng sản Việt Nam giàu có khác thường. Một nhà quan sát lý giải vì sao ngày càng có nhiều giới chức bộ đội biên phòng bị kỷ luật và cho rằng cán bộ cao cấp bộ đội biên phòng giàu có khác thường là điều dễ hiểu. Tin cho hay, đại tá Phạm Văn Phong, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vừa bị cách tất cả các chức vụ trong đảng. Đại tá Phong được xác định trong thời gian giữ cương vị tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 2015 cho đến tháng 2 năm 2020 đã thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều khuyết điểm vi phạm trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản đất đai đầu tư xây dựng cơ bản. Hồi trước, lính biên phòng thuộc loại lính khổ nhất Sai phạm của ông Phong bị Đảng cho là gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, lực lượng Bộ đội Biên phòng và cá nhân. Ông Kim Văn Chính, nhà quan sát ở Hà Nội bình luận rằng, Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang đặc biệt chuyên canh gác các tuyến biên giới. Ngày xưa, Bộ đội Biên phòng thuộc lực lượng công an gọi là công an vũ trang, sau đó chuyển về trực thuộc Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam thành một binh chủng riêng, Bộ Tư lệnh Biên phòng. Hồi trước lính biên phòng thuộc loại lính khổ nhất trong các binh chủng vì phải đồn trú, làm việc và chiến đấu trên biên giới xa xôi hiểu lắm. Dù cho các chế độ ưu đãi có như thế nào đi chăng nữa cũng không bù được sự khổ cực, gian nan mà các anh bộ đội biên phòng hồi ấy chịu trận. Các trận truy lùng, giao chiến ác liệt mà thầm lặng, rồi ốm đau, sốt rét, buồn vắng xa nhà, rừng thiên nước độc vân vân. Cho đến năm 1994, khi tôi vào Sài Gòn, Vũng Tàu, được biết các anh sĩ quan biên phòng cao cấp của Nghệ An, Hà Tĩnh, Vũng Tàu giàu có đến mức nào. Chứng kiến các anh ấy tiêu tiền, ăn chơi trác tán và tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới biết, mới hiểu biết của tôi đã là lỗi thời rồi. Giới chức bộ đội biên phòng, giàu có khác thường là điều dễ hiểu. Ông Kim Văn Chính nhận định, thời nay bộ đội biên phòng đã khác xưa rất nhiều lính tráng nhất là lính nghĩa vụ thì vẫn khổ cực như xưa nhưng tầng lớp sĩ quan nhất là sĩ quan cao cấp họ khác xưa rất nhiều rồi xưa đồn trưởng đồn biên phòng chỉ là trung úy thượng úy là cùng phụ trách vài chục lính đi tuần khoảng đôi chục km biên giới nay đồn trưởng biên phòng thường là thiếu tá trung tá tương đương lữ đoàn trưởng lương và phụ cấp cơ bản khá cao ở nơi xa xôi vậy, các anh có thể lợi dụng nước sông công lính với đủ mọi chiêu trò có thể nghĩ ra. Chưa hết, các anh giờ nặng về nhiệm vụ chống buôn lậu. Bắt buôn lậu nơi biên giới là một nhiệm vụ rất tế nhị và cần có tinh thần thép mới chống đỡ nổi các cám dỗ của tiền bạc. Ở vùng biển, các anh còn có thêm nhiệm vụ bắt các tàu đánh cá ngoại quốc xâm phạm lãnh thổ, bắt buôn lậu trên biển, xác nhận các tàu đánh cá xa bờ để ngư dân được ưu đãi và hoàn thuế xăng dầu. Việc cán bộ cao cấp, bộ đội biên phòng giàu có khác thường là điều dễ hiểu, và việc gần đây hàng loạt cán bộ cao cấp, trung cấp, bộ đội biên phòng bị kỷ luật, thụ án cũng là điều không mấy khó hiểu. Biện pháp lâu dài tôi cho không phải là chỉ có kỷ luật mà phải thay đổi cả về thể chế và tổ chức. Với chương mục đọc báo và điểm tin trên kênh Tâm thức Việt TTV, kính mời quý vị theo dõi bản tin của phóng viên Hoài Nguyễn thực hiện trên tờ Việt Nam Thời báo. Bà Nguyễn Phương Hằng sẽ tiếp tục làm đệ nhất đã nữ giang hồ mạng. Nếu ông Võ Hoàng Yên chọn dĩ hòa vi quý, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ không phải đối mặt với bất kỳ chế tài dân sự lẫn hình sự nào hết. Qua livestream, bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng đã dùng lời lẽ miệt thị ông Võ Hoàng Yên khi cho rằng ông này đã lừa đảo tiền bạc của vợ chồng bà Hằng. Ngày 15 tháng Giêng năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định không có dấu hiệu tội phạm trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên hay còn được gọi là Lương Y Võ Hoàng Yên, qua đó không khởi tố vụ án hình sự. Theo cảnh sát, sau khi tiếp nhận đơn của bà Hằng tố cáo ông Yên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc xác minh điều tra. Đến nay, nhà chức trách xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Trước đó, ngày 3 tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn, bà Hằng thông tin việc vợ chồng bà biết ông Yên có các hoạt động chữa bệnh và từ thiện trong một lần ông yên khám chữa bệnh ở tỉnh bình dương vợ chồng bà có tiếp xúc sau đó họ hỗ trợ ông yên xây chùa ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng của bão lụt vẫn theo bà Hằng, thời gian này ông yên tâm sự việc thiếu nợ nhiều người khi xây dựng chùa, hoạt động thiện nguyện, chữa bệnh miễn phí, trồng thuốc, vân vân Nên bà Hằng do cảm kích đã chuyển nhiều khoản tiền cho ông yên để ông này trả nợ và làm thiện nguyện. Sau đó bà Hằng cho rằng khi tìm hiểu, vợ chồng bà phát hiện ông yên không xây chùa hay hoạt động thiện nguyện và trồng thuốc như đã nói. Do đó bà tố cáo ông yên lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng. Như vậy thì xúc phạm lăng mạ người khác trên mạng xã hội bị xử lý như thế nào? Mặc dù pháp luật có quy định về quyền tiếp cận thông tin và tự do ngôn luận, nhưng về nguyên tắc thì cần thực hiện một cách có giới hạn. Mọi hành vi đi quá giới hạn làm tổn hại hoặc xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác thì đều là hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể Điều 34 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, tại điểm D và điểm E khoảng 1 điều 5 Nghị định số 72 trên 2013, Nghị định Chính phủ của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng đưa ra các hành vi bị cấm, bao gồm lợi dụng việc cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích đưa thông tin xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân, giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Theo đó, hành vi xúc phạm lăng mạ, làm nhục người khác trên mạng xã hội thì tùy theo mức độ và tính chất của hành vi sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Quy định tại điểm A khoảng 1 điều 101 Nghị định 15 trên 2020 Nghị định Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Cá nhân có thể bị xử phạt số tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Trong trường hợp nếu như hành vi lăng mạ xúc phạm đó gây những hậu quả nghiêm trọng, thì hành vi đó có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác, theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Như vậy, với cụ thể trường hợp kể trên, nếu ông Võ Hoàng Yên chọn dĩ hòa vi quý, thì bà Nguyễn Phương Hằng sẽ không phải đối mặt với bất kỳ chế tài dân sự lẫn hình sự nào hết. Nôm na, bà Hằng có thể tiếp tục làm đệ nhất đã nữ trên chốn giang hồ mạng xã hội để mùa vui cho thiên hạ. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau. Anh chị kính mời quý vị theo dõi bài bình luận của tác giả Thành Sơn đăng trên Đài Á Châu Tự Do ASEAN phản đối hội nghị Simrip, không phải Trung Quốc muốn phá cái gì cũng được. Cuộc họp ngoại trưởng đầu tiên của năm đã bị khối tẩy chay. Đây không chỉ là thất bại do bản chất lưu manh chính trị của Hun Sen, mà còn là thể hiện sự trưởng thành của ASEAN, không để Trung Quốc phá nội bộ. Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ còn xài tiếp Saddam Hussein để phá nát các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, gọi tắt là COC, phục vụ cho mưu đồ chiếm đoạt hết Biển Đông. Từ ngày 15 tháng Giêng năm 2022, các hãng tin hay những tờ báo lớn như Reuters, VOA, The Times và hầu hết truyền thông trên thế giới cũng như trong khu vực, kể cả các mạng quốc doanh ở Việt Nam, đều chạy hàng tiết lớn và bình luận về việc chính phủ Campuchia buộc phải công bố cuộc họp giữa các ngoại trưởng ASEAN tại Siem Reap bị đẩy lùi vô thời hạn đình hoãn hội nghị các nước ASEAN được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen thăm Myanmar về đến Phnom Penh. Bộ Ngoại giao Chính phủ Campuchia ngày 12 tháng Giêng cho biết hội nghị thượng đỉnh ngoại trưởng các nước ASEAN dự kiến tổ chức ngày 19 tháng Giêng đã bị lùi lại vô thời hạn bởi đại diện một số nước không thể dự họp trực tiếp. Báo ứng đối với ngoại giao cao bồi Thông tin về hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN bị hoãn xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen tới thăm Myanmar và gặp Thống tướng Min Aung Hlaing. Việc một số ngoại trưởng ASEAN tuyên bố tẩy chay hội nghị Siem Reap là sự nhân quả báo ứng nhẫn tiền đối với chính sách ngoại giao cao bồi của Campuchia. Theo như bình luận của giáo sư Sofan Ir, nhà nghiên cứu khoa học chính trị, phó hiệu trưởng trường quản trị toàn cầu Thunderbird thuộc Đại học Arizona nước Mỹ. Ngoại trưởng một số nước ASEAN từ chối tham dự cuộc họp là nhằm tránh xuất hiện tại một hội nghị, mà trong đó chính phủ Campuchia dự kiến mời ông Wuna Maulwin, ngoại trưởng của cánh quân phiệt Myanmar. Malaysia, Singapore, Philippines và Indonesia vẫn từ chối công nhận cánh quân đội làm binh biến là đại diện hợp pháp của Myanmar cho đến khi họ thực hiện cam kết hòa bình 5 điểm. Trước khi Hun Sen tiến hành hoạt động ngoại giao cao bồi, bay thẳng đến Napido để mà gặp lãnh đạo quân phiệt Myanmar. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tuyên bố lập trường của Jakarta sẽ không thay đổi cho đến khi chính quyền quân sự Myanmar thực hiện đồng thuận 5 điểm với ASEAN. Trước đó, chính phủ Campuchia đã phát tín hiệu rằng Phnom Penh sẽ không loại bỏ đại diện chính quyền quân sự Myanmar khỏi các cuộc họp của ASEAN trong năm 2022 khi mà Hun Sen giữ vai trò chủ tịch luân phiên. Tuy nhiên, chuyến công du vừa rồi quả là lẫy bẫy như cao biển dậy non. Ông Hun Sen quá tự tin và tự mãn vào phương cách mà ông cho rằng có thể tự tung tự tác trên chính trường khu vực giống như ở trên đất chùa tháp của ông ta vậy. Thủ tướng Lý Hiển Long đã gọi điện cho Hun Sen sau khi ông này vừa trở về nước. Bộ Ngoại giao Singapore cho biết trong cuộc điện đàm hôm 14 tháng Giêng, Thủ tướng Lý đã thúc giục Chủ tịch ASEAN phải để tất cả các bên trong cuộc xung đột của Myanmar tham gia vào quá trình tìm giải pháp. Ông Lý nói với Hun Sen rằng ASEAN cần tiếp tục mời một đại diện phi chính trị từ Myanmar đến các cuộc họp của mình và bất kỳ quyết định thay đổi nào đều phải có sự bằng bạc trước. Ông Lý nhắc nhở ông Hun Sen, bất kỳ sự can dự nào với Myanmar đều cần sự tham gia của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả đảng cầm quyền bị lật đổ của bà Aung San Suu Kyi. Việc ông Min Aung Lain tăng thêm thời hạn tù cho chủ nhân của giải Nobel quả thật là sự khinh nhờn của nhóm đảo chính đối với thiện chí và lộ trình của ASEAN. Vì vậy, nhà lãnh đạo Singapore đã phê phán tập đoàn quân phiệt của nước này do họ vẫn tiếp tục tấn công các đối thủ chính trị và áp đặt thêm án tù đối với bà Suki. Hun Sen có thuật lại một số đề xuất với ông Lý về các điều phối lệnh ngừng bắn và hỗ trợ nhân đạo ở Myanmar, nhưng ông Lý trả lời rằng những điều này có thể gây thêm phiền phức vì thiếu sự tiếp cận từ tất cả các bên. Theo ông Lý, tất cả các đề xuất của chính phủ Campuchia với tư cách là chủ tịch ASEAN cần được thảo luận trước giữa các ngoại trưởng. Thủ tướng Lý Hiển Long hy vọng chính phủ Campuchia sẽ lắng nghe quan điểm của ông và lập trường của các nhà lãnh đạo ASEAN khác. Không phải muốn phá cái gì cũng được. Cách thức lạm dụng ghế chủ tịch ASEAN của ông Hun Sen gợi nhớ lại sức ép của Trung Quốc hồi tháng 9 năm 2021. Bắc Kinh đã ráo riết vận động ASEAN để đám lãnh đạo quân phiệt Myanmar được dự hội nghị thượng đỉnh khu vực. Nhưng sau khi dẫn bốn nguồn tin ngoại giao, hãng Reuters cho biết Indonesia, Brunei, Malaysia và Singapore đã quyết định cấm cửa thống tướng Min Aung Hlaing tham dự thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc diễn ra vào ngày 22 tháng 11. Vậy là cuộc đi đêm của Bắc Kinh đã vấp phải sự phản đối quyết liệt ngay từ mùa hè năm ngoái cách tiếp cận của chính phủ Campuchia về vấn đề Myanmar từng bị lên án khác hẳn với cách mà khối ASEAN đã thực hiện trong năm 2021 dưới sự chủ trì của Brunei khi áp dụng bước đi chưa từng có, đó là cấm các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính ở Myanmar tham gia các cuộc họp. Việc cấm cản này diễn ra công khai dù có sự vận động của Bắc Kinh trước thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc. Đây không chỉ là thất bại của chính sách cây gậy và củ cà rốt từ Trung Quốc, mà còn là biểu hiện về sự trưởng thành của khối ASEAN, dám bám trụ và dám giữ vững các nguyên tắc đã thỏa thuận, không để Trung Quốc gây chia rẽ nội bộ khối. Trong một diễn biến liên quan đến hành tung của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12 tháng Giêng năm 2022 đã công bố báo cáo mới bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm cả đòi hỏi về vùng nước lịch sử mà Bắc Kinh vẫn áp dụng đối với đường Đức Khúc 9 đoạn, chiếm đến gần 90% diện tích Biển Đông báo cáo có tên gọi Limits of the Seas, tạm dịch là Các giới hạn trên biển dài 47 trang bao gồm cả bản tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Báo cáo xem xét bốn loại yêu sách hàng hải của Trung Quốc, bao gồm yêu sách chủ quyền đối với các thực thể trên biển, đường cơ sở thẳng, các vùng biển và các quyền lịch sử về yêu sách chủ quyền đối với các thực thể trên biển, Trung Quốc hiện có yêu sách chủ quyền đối với hơn 100 thực thể. Báo cáo kết luận, những yêu sách như vậy không phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo đó, các thực thể chìm không phải là đối tượng của một yêu sách chủ quyền hợp pháp hoặc không có khả năng tạo ra các vùng biển như lãnh hải. Trong khi đó, ở đất liền trên biên giới Việt Trung, Bắc Kinh hết ra lệnh chặn cửa khẩu các xe chở rau quả từ Nam ra đến ném đá vào công nhân Việt Nam làm được. Dư luận buộc phải đặt câu hỏi, Trung Quốc muốn làm gì Việt Nam? nhưng bản lĩnh tự cường và lập trường cứng rắn của các thành viên rừng cột trong khối ASEAN qua câu chuyện Myanmar như truyền thêm sức mạnh cho Việt Nam cũng như toàn khối. Đừng sợ, không phải Trung Quốc muốn phá cái gì cũng được. Hãy xem, mùa đại dịch Vũ Hán rồi Covid-19, Trung Quốc vẫn không thể lũng đoạn được thế giới. Đối với ASEAN, từ lâu, Trung Quốc đã dùng Hun Sen như con ngựa thành Troy để chia rẽ sự cố gắng đoàn kết trong khối và Bắc Kinh sẽ còn xài tiếp vị Saddam này để phá nát các cuộc đàm phán về COC phục vụ cho mưu đồ chiếm đoạt toàn bộ biển Đông. Tuy nhiên, tất cả những âm mưu ấy cũng như mọi kế hoạch bức hại và bắt nạt các nước nhỏ rồi sẽ thất bại nếu các thành viên khác trong khối ASEAN có được não trạng bản lĩnh và phương thức hành động thống nhất như bốn nước nòng cốt anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau. Tiếp nối chương trình, Anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài phân tích bình luận của tiến sĩ Phạm Quý Thọ đăng trên đài Á Châu tự do. Chuyện gì đang xảy ra với giới siêu giàu? Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang làm xã hội bế tắc, con người bí bách thường dễ nổi giận, nhất là khi có những đối tượng và lý do thỏa mãn. Dư luận và chính quyền chưa hết phẫn nộ với những cá nhân tổ chức liên quan trong đại án Việt Á, coi chúng là tội ác và lũng đoạn nhà nước, thì lại bàng hoang không hiểu điều gì đang xảy ra với giới siêu giàu. Hai biến cố khiến dư luận dậy sóng xung quanh hành động bất thường của hai ông chủ của hai tập đoàn Tân Hoàng Minh về việc đấu giá đất khủng 2,4 tỷ đồng cho một mét vuông tại Thủ Thiêm gây phá giá thị trường và FLC bán chui hàng triệu cổ phiếu để trục lợi. Các diễn biến vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý. Trước phản ứng dữ dội của công luận, chính quyền đã phải vào cuộc. Đại biểu Quốc hội khóa 15 nói cần chế tài nghiêm khắc để ngăn chặn. Ông Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ra soát các bức thường trong những phiên đấu giá đất gần đây và giao ngân hàng nhà nước giám sát các nhà băng cho các nhà đầu tư vay tiền đấu giá đất. Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính cảnh báo về hành vi gây rối loạn thị trường tài chính và bất động sản. Ủy ban chứng khoán hủy phi vụ giao dịch cổ phiếu FLC vì bán chui, tuy chưa có tiền lệ, nhưng cần làm để đảm bảo minh bạch kỹ cương thị trường. Hiệp hội Kế toán Tài chính Việt Nam, VAFI, đề xuất phong tỏa tài khoản chứng khoán của tác nhân. Truyền thông còn phát hiện những hành vi như trên đã từng xảy ra trước đây đối với hai ông chủ của hai tập đoàn nêu trên. Hơn thế, về việc Bộ Công an xác minh 11 dự án đất kim cương của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội và đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các sở ngành liên quan đề nghị phối hợp cung cấp thông tin tài liệu về các dự án trên là tin nóng. Ông Chủ tịch Tân Hoàng Minh vừa có tâm thư gửi các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước và đơn gửi Hội đồng đấu giá của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày động cơ xin bỏ cọc lô đất đã trúng thầu và xin chịu phạt như mất tiền đặt cọc lên tới gần 600 tỷ đồng. Hành vi khó đoán trên, phản ứng của dư luận và những động thái của chính phủ khiến cho câu hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy. Trước hết, với đại diện của giới nhà giàu trở thành vấn đề nóng. Để có thêm vững chắc luận cứ cho câu trả lời hai ý diễn giải dưới đây, xuất phát từ góc nhìn mối quan hệ thân hữu giữa giới nhà giàu với chính quyền trong quá trình hình thành và phát triển và hơn thế, số phận của thành phần xã hội này phụ thuộc vào thái độ ứng xử của đảng và nhà nước. Trước hết, nhận định ít tranh cãi là một số cá nhân trở thành giàu và siêu giàu là nhờ vào thời thế và đất đai Chủ trương đổi mới vào năm 1986, trong đó chuyển đổi nền kinh tế tập trung bao cấp sang thị trường, quyền tự do kinh doanh và cơ hội làm giàu được mở rộng. Giới siêu giàu đã ra đời từ số vốn được tích lũy theo nhiều cách, thậm chí nguyên thủy và hoang dã với số tiền kiếm được trong thời loạn lạc khi Liên Xô cũ và Đông Âu đang tan rã, nhưng phần lớn là kiếm được từ đất Quá trình chuyển đổi tạo ra thời thế với mâu thuẫn chủ yếu giữa nền tảng ý thức hệ chủ nghĩa xã hội của chế độ và nền kinh tế thị trường. Đất đai và tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, thuộc quyền quản lý bởi những quan chức cộng sản trong một tổ chức đứng trên nhà nước, trong đó lãnh đạo chấp bu không được người dân trực tiếp lựa chọn. Thị trường phát triển nhờ sở hữu tư nhân và những nguyên tắc vận hành khác đối nghịch với toàn trị và kế hoạch hóa tập trung giới lãnh đạo cố níu kéo ý thức hệ để duy trì chế độ đã không thể tạo ra những thể chế và chính sách thúc đẩy thị trường như một động lực. Họ biện minh đây chỉ là sách lược quá độ, mang tính thực dụng, nhưng đã cản trở sự phát triển. Mâu thuẫn cơ bản trên hiện diện trong mọi thể chế và chính sách hiện hành, không những biến đất đai trở nên màu mỡ để làm giàu bởi những kẻ có gan, mà còn tạo ra kẻ hở cơ hội, quan chức tiếp tay để trục lợi và tham nhũng trong môi trường này mối quan hệ thân hữu hình thành và củng cố để tạo ra một kiểu nhà nước tư bản thân hữu bởi các mối quan hệ chính trị và kinh doanh phức tạp tinh vi các nhóm lợi ích bảo trợ chính trị và bảo kê kinh doanh công ty bình phong sân sau của quan chức thật giả dạ lẫn lộn dù được nhắc đến nhiều nhưng việc điểm mặt chỉ tên thậm chí trong số hàng chục ngàn quan tham trong các vụ án hay kỷ luật đảng là con số đơn lẻ và rất khó khăn đây chắc chắn là điểm nghẽn lớn nhất trong thể chế thách thức không chỉ công tác chống tham nhũng mà cả việc sửa luật đất đai vào năm 2013 cũng như các luật khác liên quan. Những vụ án xét xử gần đây cho thấy các luật này có thể bị vô hiệu hóa bằng nhiều cách khi thực thi có thể thông qua quân xanh, quân đỏ hay hối lộ tinh vi để mua các thành viên hội đồng thẩm định giá hay xét thầu. Hay là chuyển đổi sang kinh tế thị trường tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ mà tăng trưởng kinh tế đảm bảo duy trì tính chính danh của độc đảng cầm quyền bởi thế giữa thị trường và đảng có mối liên kết chặt chẽ cộng sinh. Dù muốn hay không thì đảng cần phải dựa vào kinh tế tư nhân, trong đó có giới nhà giàu để duy trì tính chính danh và giới siêu giàu đã có chỗ đứng trong chính sách của đảng. Tuy nhiên, cách giải thích rằng thành công kinh tế là do đảng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin vào hoàn cảnh cụ thể, chứ không phải là do thị trường, chỉ là tuyên truyền làm sai lệch bản chất của sự việc. Cho đến Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 năm 2018, sau hơn 30 năm đổi mới, đảng mới thừa nhận rằng kinh tế tư nhân là động lực quan trọng phát triển kinh tế. Dù muộn còn hơn không, nhưng giải pháp chính sách sao cho động lực thị trường trở nên mạnh hơn vẫn chưa được chú ý sự bao biện cho ý thức hệ chủ nghĩa xã hội giáo điều đang cản trở cải cách thể chế. Khi biện minh cho hệ tư tưởng này, hai phạm trù thị trường và chủ nghĩa tư bản đã bị giải thích là khác nhau một cách có chủ ý. Thực tế chỉ ra rằng quá trình hàng trăm năm phát triển tư bản chủ nghĩa là nhờ thị trường dựa trên sở hữu, sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân thưa quý vị. Hơn thế, các nhà tư tưởng cũng nhìn thấy những mặt trái của nó như rủi ro đạo đức và tha hóa quyền lực và những thể chế dân chủ đã được thiết kế để ngăn chặn bởi vậy nhiệm vụ cải cách rõ ràng là tạo ra môi trường để thị trường vận hành theo các nguyên tắc cần có cũng như thể chế chính trị dân chủ kiểm soát quyền lực và rủi ro đạo đức chứ không phải cản trở nó vì ý thức hệ giáo điều Cụ thể với câu hỏi liệu chuyện gì đang xảy ra với giới siêu giàu, dù tư bản được tích lũy theo cách nào thì chức năng của nó là không ngừng mở rộng và tham lam tìm cách kiếm lời. Thậm chí trong bối cảnh đại dịch Covid-19, kinh tế ngừng trệ thì giới siêu giàu vẫn không chịu ngồi yên, tiền vẫn đổ vào thị trường chứng khoán khiến nó sôi động nhất châu Á. Bất động sản giá vẫn tăng một cách khó hiểu. Trái phiếu doanh nghiệp lách luật phát hành chuyển vốn ra nước ngoài. Những động thái như nêu trên có thể bộc lộ quán tính bản năng, từng được thực hiện dựa trên mối quan hệ thân hữu giữa họ với chính quyền và cũng có thể là phép thử nào đó với thị trường. Nhưng nhất quyết giới nhà giàu không có ngu vì họ là các nhà tư bản. Vấn đề là chính quyền có tạo ra được khuôn khổ chính sách và thể chế để thúc đẩy động lực thị trường phòng ngơ mặt trái của nó, tạo ra cơ chế giải trình trách nhiệm, chống tham nhũng và quan trọng hơn thế là kiểm soát quyền lực và chuyển đổi dân chủ hay không. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau. Anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Huỳnh Liên đăng trên tờ Việt Nam Thời Báo. Mi mà về, Tết không ai dám tới nhà chơi đâu chỉ vài hôm nữa thôi là người ta có thể đồng điểm Tết qua chuyện dở tờ lịch ngày. 23 Tết đưa ông táo về trời, 25 Tết là dãy cỏ mã, gọi là dọn dẹp nhà cửa cho ông bà đón Tết. Một người bạn của tôi cười buồn thẫn thờ nói, Tết này, đường về nhà mình xa quá má ơi. Những ngày cuối tháng 7, bạn BTD, bạn tôi đã cùng em trai tìm kiếm khắp các hội nhóm trên mạng xã hội để xin thông tin về mẹ của mình mắc Covid-19 nằm viện ruột gan của Đê nóng như lửa đốt khi ba ngày trôi qua mà vẫn không biết tình hình tình trạng sức khỏe của bà ra sao. Đê chỉ biết mẹ bị hôn mê đang thở máy tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều bình luận trên fanpage của Bệnh viện Trợ Rẫy, Đê được bạn bè chia sẻ một vài hình ảnh của mẹ Đê nằm trong phòng bệnh. Thế nhưng Đê không ngờ rằng đó cũng là những hình ảnh cuối cùng của người mang nặng đẻ đau ra mình. Hai ngày sau, Đê nhận được tin từ bác sĩ bà đã mất do Covid-19 vì có bệnh nền. Không có vòng hoa, không kèn trống, những lễ tang giữa đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cứ diễn ra lặng lẽ như vậy. Những gia đình có người mất do Covid-19 không biết làm gì khác ngoài chờ đợi đội mai táng đến đưa thi thể người thân mình đi và tiếp tục chờ đợi tro cốt của họ trở về. Để nói, Tết này sẽ mang tro cốt của mẹ về quê nhà để mẹ được nằm bên cạnh cha cùng với ông bà nội. Thế nhưng đường về lại nhà sao thăm thẳm như vậy? Khi mà chính quyền trốn quê nhà kêu gọi những người đang ở nơi từng là tâm dịch như Sài Gòn, xin đừng về. Mi mà về, Tết không ai dám tới nhà chơi đâu. Câu nói của ngoại khiến đi không khỏi chạm lòng. Bà nói đùa như vậy thôi, nhưng cũng thật đấy. Ở quê, giờ người ta vẫn còn kỳ thị người về từ Sài Gòn lắm, đi nói. Bạn PTLH kể Lúc xe đò vừa tới Tuy Hòa, mọi người được chở thẳng tới trạm y tế phường để xét nghiệm nhanh mẫu gộp. Dù đã cầm giấy xét nghiệm âm tính từ Sài Gòn, nhưng trong thời gian chờ y tế phường báo kết quả, ba mẹ vẫn bắt hờ phải ở trong nhà, không được đi đâu vì hàng xóm cứ qua ngó nghiêng rồi hỏi. Bạn hờ kể lại qua điện thoại, kết quả mẫu gộp ra dương tính, y tế phường thông báo mình lên xét nghiệm lại. Vừa nghe nói như vậy, cô của mình ở chung nhà sợ quá, lập tức đi lấy thuốc cảm cúm uống luôn. May mà xét nghiệm lại thì vẫn ra âm tính, không chỉ thế nào cũng bị mọi người trách. Nghĩ cũng lạ, mình là người duy nhất trong nhà hiện đã chích vaccine COVID-19 mũi thứ ba, tính ra là an toàn nhất, nhưng về thì vẫn bị nói ra nói vào, chán thiệt. Còn gặp được nhau như thế này là mừng lắm rồi. Câu nói nghe xót xa, nhưng đã trở thành câu cửa miệng thay lời chào hỏi của mọi người sau đợt dịch bùng phát lần thứ tư tại Sài Gòn. Thế nhưng nếu chuyện gặp nhau thế này tại miền quê của người về từ Sài Gòn thì coi chừng chẳng mấy ai hân hoan chào đón đâu nhé. Từ sau khi nối lại các tuyến vận tải đường bộ, đường sắt và đường hàng không sau ngày 1 tháng 10 năm 2021, Sài Gòn đã gần như tháo bỏ hoàn toàn những rào cản về giãn cách cách ly để gian tay đón người dân trở lại sau những tháng ngày đau thường người từ bất cứ địa phương nào, kể cả chưa chích vaccine, cũng có thể đến Sài Gòn và đăng ký chích tại nơi cư trú. Ai tới Sài Gòn hôm nay sẽ nhận ra rằng xe chạy nườm nượp, quán xá đã nhộn nhịp trở lại. Ai nhiễm Covid-19 tức F0 thì tự điều trị tại nhà, dăm bảy ngày rồi cũng nhẹ nhàng vượt qua. F1 tiếp xúc gần thì chủ động tự động theo dõi sức khỏe tại nhà, trong khi vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường. Đường về quê đã dài nay lại càng xa thêm. Có tỉnh vẫn bắt cách ly tập trung, mặc dù họ không mắc Covid-19 và chích đủ 3 mũi. Chưa hết có nơi khuyến cáo không nên về nếu không cần thiết. Tết là ngày xuân vầy, nhưng lòng người xem chừng ít nhiều vẫn chưa thể đoàn viên. Thưa quý vị, trên báo Sài Gòn Nhỏ News có đăng bài về quê đón Tết vừa bị cách ly vừa bị nhốt như tù của tác giả Tường Vi viết như sau. Bà Trịnh Thị Sử, trạm trưởng trạm y tế xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa cho biết hiện trên địa bàn xã có khoảng 30 trường hợp về quê ăn Tết từ các tỉnh thành thuộc nơi có cấp độ dịch 3 và 4, phải cách ly y tế tại nhà và bị thôn khóa cổng ngoài. Bà nói việc khóa cổng đối với những trường hợp này là chính xác và trên tinh thần tự nguyện của người dân. Mới đây có trường hợp một gia đình từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương, lúc đầu về địa phương xét nghiệm nhanh thì cho kết quả âm tính, nhưng đến ngày sắp hết cách ly thì xét nghiệm nhanh lại cho ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Vậy nên sau khi vận động, người dân cũng ủng hộ việc khóa cổng để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Ai cũng biết ở những vùng quê như thế, vận động chỉ là cách nói cho có vẻ dân chủ chứ thực chất đó là lệnh buộc người dân phải tuân theo nhưng được khoác cho một cái tấm áo mỹ mỉ miều khó ai phản đối được. Thế nên, tinh thần tự nguyện mà bà Sử đề cập chỉ là một cách nói mị dân nhằm phòng chống dịch tốt hơn. Theo quy định đó, những người ở xa về sẽ bị tù ngay trong nhà của mình 7 ngày. Đương nhiên, tất cả những người trong gia đình đó cũng cùng chung số phận, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chìa khóa do trưởng thôn giữ. Khi hết thời gian cách ly, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì khóa cổng mới được mở trở lại. Không ai đặt câu hỏi với chính quyền rằng liệu nếu như trong nhà bị cháy thì họ sẽ thoát ra bằng đường nào và ai sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó. Chắc chắn người dân ở đấy có thắc mắc nhưng không dám mở miệng. Những người được báo chí phỏng vấn tất cả đều thuận tình và thấy chuyện này cũng bình thường. Chị Nguyễn Thị Ly và chồng là anh Hoàng Văn Hào, 36 tuổi, cho biết năm nay do tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp sau khi tham khảo các quy định cách ly tại quê nhà, ở thôn Trà Thôn, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, gia đình chị đã quyết định từ Bình Dương về quê sớm để kịp hoàn thành thời gian cách ly và cùng với gia đình đón Tết. Chị Ly nói, ngày 7 tháng Giêng, cả gia đình tôi 6 người về đến quê. Sau khi trải qua các bước khai báo y tế, gia đình về một ngôi nhà của người thân đã được chuẩn bị trước để cách ly. Sau đó, thôn đến khóa cổng phía ngoài. Việc này có ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt, tuy nhiên chúng tôi cũng đồng tình thực hiện theo. Anh Bùi Văn Lên, 40 tuổi, từ Hải Phòng, về đây ăn Tết, cũng vui vẻ chấp hành chủ trương chính sách của xã, của huyện. Anh nói với phóng viên báo lao động rằng, khi về, vợ con tôi sang nhà ông bà ở, dành ngôi nhà cho anh em thực hiện việc cách ly. Sau đó, Tổ An toàn phòng chống dịch COVID-19 của thôn đến khóa cửa cổng và mang chìa khóa đi. Nếu có việc khẩn cấp gì thì gọi điện cho trưởng thôn đến giải quyết, còn thực phẩm người thân sẽ mang đến. Chúng tôi thuận tình và thấy đây cũng bình thường sống dưới chế độ hà khắc đã quen, hoặc người dân vùng quê không ý thức được quyền lợi của họ, hoặc họ biết nhưng vì sự an toàn của mình và gia đình nên họ buộc lòng phải nói những cái lời tốt đẹp cho chính quyền xã hay ấp. Cho đến khi báo chí vào cuộc thì sự việc được hiểu theo một hướng khác. Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa cho biết đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện xã Thiệu Phú mở cổng ngay lập tức cho các gia đình có người cách ly sau khi báo Việt Nam Net phản ảnh. Theo ông Nguyễn Thế Anh, huyện không chỉ đạo địa phương nào khóa cổng của gia đình có người làm ăn xa về cách ly y tế tại nhà. Có thể một số cán bộ xã, tổ giám sát COVID-19, cộng đồng ở thôn đã máy móc lo xa nên vận động người dân đồng ý khóa cổng các gia đình có người làm ăn xa về. Ông Thế Anh nói thêm rằng, huyện luôn chào đón người dân làm ăn xa trở về quê đón Tết. Huyện khuyến cáo bà con về quê đến ngay trạm y tế xã khai báo y tế, xét nghiệm nhanh để có biện pháp phòng chống COVID-19, đồng thời phải chấp hành nghiêm việc cách ly theo quy định. Theo nhận định từ dư luận phát biểu của ông Thế Anh mang tính đổ lỗi cho cấp dưới, qua chuyện này không biết người dân ở đấy có hiểu ra quyền lợi của mình là gì hay không? Câu trả lời có lẽ vẫn là không. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.